Sư sư cho con hầu ý trong giáo lý nhà Phật Thường nói đến nghiệp mình đã làm thì phải chịu Như trong sự việc này con không lý giải được Đó là có một người con thương mẹ Thường khuyên bảo mẹ không cờ bạc nữa Vì con đã rất khổ nhà cửa Không còn gì do tệ nạn cờ bạc của người mẹ đã tạo ra Bán đi tất cả dẫn đến khổ cả nhà như vậy có phải là cộng nghiệp hay không và người con này muốn rời bỏ nhà đi vậy có hợp lý không người con có được sung túc hơn không vì làm lương cả vài chục triệu một tháng bao nhiêu người mẹ đều chơi hết xin sư chỉ dạy Um, sư có một vài cái gợi ý trong cái trường hợp này ừ. thứ nhất là trong kinh giáo thọ thì Ca la việc thì cái việc uh, phụng dưỡng cha mẹ cái việc nuôi dạy cha mẹ ơ uh, sư xin, xin lỗi nuôi dưỡng cha mẹ nuôi dưỡng uh, thì nó uh, là cái bổn phận và trách nhiệm của người con À, và trong số đó hồi nãy sư nói nhầm nhưng thực tế nó cũng không nhầm nó chẳng qua cái từ dạy thì nó nó quá đáng nhưng mà nó ở trong uh, Tăng chi bộ kinh ấy, đức phật có nói rằng uh, cái người con ấy mà có cái lòng muốn báo hiếu đối với cha mẹ của mình thì đối với người cha mẹ mà có tả kiến ấy, thì giúp cho cha mẹ có chánh kiến cha mẹ uh, không có giới hạnh thì giúp cho cha mẹ có giới hạnh người con như vậy đó là đã báo hiếu được cho cha mẹ của mình tức là gì ở trong đạo phật thì không khuyến khích không khuyến khích người con ủng hộ cha mẹ làm điều bất thiện nhớ dùm nha không khuyến khích người con ủng hộ cha mẹ làm điều bất thiện tức là trong trường hợp này không khuyến khích người con ủng hộ cha mẹ đánh cờ bạc. Đó là cách mà một đứa con báo hiếu đối với cha mẹ mình. Tức là việc không giúp cha mẹ đánh bạc là một trong những cách báo hiếu đối với cha mẹ của mình. Chứ không phải là mình à, cúng tiền cho cha cho cha mẹ mà nghiện cờ bạc. Mình cúng tiền mà mình nghĩ rằng đó là báo hiếu sinh thư, nó không phải nha à, mình không giúp đỡ cha mẹ làm ác bản thân đó là báo hiếu còn khi mà mình đang mình giúp đỡ cha mẹ làm ác ấy cụ thể ở đây là cờ bạc ấy thì đó là mình đang đẩy cha mẹ mình vào con đường xa đọa mình đang hỗ trợ mình đang giúp một tay đưa cha mẹ mình tiến sâu vào con đường xa đọa cho nên đó không phải là một cách báo hiếu thông minh bình thường mình cứ nghĩ là à, thôi đem cứ đem tiền về cho mẹ đó là hay nhưng mà không phải lúc nào cũng như vậy tóm lại dựa theo tinh thần của trường bộ và tăng chi tức là mình chỉ có thờ ăn thờ ở chứ mình không thờ chơi tức là gì cái việc ăn uống của cha mẹ nè, việc sinh hoạt của cha mẹ nè, mình mình lo cái việc ở của cha mẹ là mình lo. Nhưng mà cái việc chơi của cha mẹ là mình không có lo. Nếu như mình không cản được thì mình không cũng không có giúp. Ừ, không cản được thì cũng không có giúp, không có cho bất kỳ một đồng nào hết. Đấy. À, còn cụ thể làm sao để mà làm được chuyện đó thì do cái sự quyết tâm của mình. Quý vị suy nghĩ là quý vị đã trải nghiệm một người khi mà họ nổi cái cơn tham ấy, họ mất trí như thế nào. Cái người mà họ không chưa trải nghiệm họ không biết được đâu. Cái người khi mà cái cơn tham của họ mà nó nổi lên, hầu như gần như họ trở thành một người điên, gần như họ trở thành một người điên. À, và trong trường hợp như vậy, trong trường hợp như vậy. cái cách giúp đỡ tốt nhất là mình từ chối nha từ chối à, còn nếu như mà mình cứ cắn răng nha, mình cứ cắn răng mà mình à, giúp đỡ như vậy đó thì nó chẳng khác nào mình đang đẩy cha mẹ của mình vào cái con đường xa đọa nhiều hơn sư đi đến chưa uh, từng gặp những cái gia đình mà có uh, người thân mà bị um, uh, bị tâm thần ấy, bị điên ấy. thì khi mà họ lên cơn ấy, gia đình rất là thương gia đình rất là thương nhưng mà bởi vì thương quá cho nên có những biện pháp mà gia đình họ buộc phải làm uh, sư nhớ có lần sư nhớ có lần Uh, sư nuôi khi mà còn làm cư sĩ sư nuôi một cái vị um, uh, một vị tu sĩ một vị tu sĩ uh, mà vị này um, khi mà vị này lên cơn ấy thì tự làm hại mình vị này tự làm hại mình thành ra là sư quỳ sư lạy thì làm một cái chuyện khi đó mình vẫn còn là cư sĩ không biết phải làm như thế nào hết À, cái đó sư quỳ sư lại vị này và sau khi quỳ lại xong thì uh, lấy dây uh, cột tay vị này lại vào thành giường để cho vị này không có hủy hoại cơ thể của mình uh, cho nên về cái phương diện này đó là mình khéo thôi mình chỉ có khéo thôi và tránh cái chuyện là mình nổi tâm sân đối với bậc sinh thành của mình uh, tránh cái việc mình nổi tâm sân mình có thể dùng tâm từ tâm bi giống như là người cha người mẹ vì thương con cho nên là buộc phải làm một số cái biện pháp để can thiệp khi mà con phạm sai lầm thì mình cũng vậy thôi khi mà cha mẹ mình phạm sai lầm mà giống như là mất kiểm soát thì có đôi khi mình cũng buộc mình phải có một vài biện pháp tuy nhiên nhắc để nhớ nhé mình nên làm thực hiện bằng tâm từ một tâm bi tức là vì lòng thương chứ tránh tuyệt đối tránh mình thực hiện bằng cái tâm sân Ờ, còn nếu như mà quý vị nghĩ đến cái chuyện mà bỏ nhà đi thì um, nó sư không có ý kiến. Tuy nhiên ở trong Phật giáo thì nó chỉ có một trường hợp đó là mình xuất gia để mình tạo phước rồi sau đó có cơ hội mình giúp đỡ lại cho cha mẹ của mình thôi. Còn cái chuyện mà người con mà bỏ nhà đi À, bởi vì cái lỗi lầm của cha mẹ thì trong kinh không đề cập tới sư chỉ có một lời khuyên hứng? tức là gì mình thờ ăn mình thờ ở chứ mình không có thờ chơi thì đó là lời khuyên của sư